Destiny xin kính chào quý vị. Trong chuyến công tác của chúng tôi về thành phố Houston, Texas, Destiny có ghé qua nhà hàng Houston Crawfish and Seafood, and Destiny kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại đây. Houston là một thành phố lớn của tiểu bang Texas, có đông người Việt sinh sống. Cộng đồng người Việt tại đây phát triển mạnh về mọi mặt. Vì vậy mà khách thập phương đến với Houston có thể thưởng thức được nhiều món ăn đa dạng mang đậm chất quê hương. Riêng tại Houston Crawfish and Seafood, chúng tôi được thưởng thức những món đồ biển từ tôm hùm, crawfish, còn nhảy soi sói tươi ngon của chủ nhân là một đôi vợ chồng trẻ, Trang và Nhã. À, tụi em chuyên về crawfish và seafood, và đặc biệt của tụi em là có hủ tiếu Nam Vang ở đây luôn. Hủ tiếu lobster, bao nhiêu đồ Thái nữa, món Thái giống như tụi em là Thái, Việt hay là Mỹ hay đồ Lào đều có hết. Đặc biệt tại đây luôn có giá đặc biệt cho các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ. Mà khi hỏi đến, anh Nhã xúc động, chia sẻ anh luôn ủng hộ những người kém may mắn hơn mình là do anh đã từng có cuộc sống cơ hàn tại Việt Nam những ngày còn bé khi cha đi tù Cộng sản vì là người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa. Nói chung là tại vì bố bị đi học tập cải tạo rồi, mình con cháu thì mình qua đây cũng nhờ ba, nhưng mà ba mất rồi. Mới vừa rồi có thư phía bên Việt Nam, cách đây mấy tuần, thì có một đứa em thôi, nó nói là anh ơi, thư phía bên Việt Nam Cộng Hòa đang cần gây quỹ, làm sao mình làm được, mình thấy vui thì mình làm, mà có ý nghĩa là được rồi. Giống như cho mấy người ở bên Thái Lan á, thì mình cũng không biết, thì mình mới đầu mình nói, mình tính ủng hộ một số tiền nhỏ nhỏ, nhưng mà lúc mà lên, qua tới đó mình thấy Việt Khang nói những cái gì đó, là mình cảm thấy đánh động lương tâm. Mọi người thấy ủng hộ, càng em càng mừng, tại vì đó, giúp mình thì giống như mình giúp thêm cho những cái người Việt Nam đang cần nha, những cái người hoàn cảnh khó khăn. Khách đến đây cũng khá đặc biệt. Chúng tôi được tiếp xúc với một cựu cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, có ba người con hiện đang là cảnh sát Hoa Kỳ tại thành phố Houston, có những thâm niên làm việc rất lâu năm trong ngành cảnh sát. Họ đều có mặt tại đây để cùng ông bà thưởng thức những món ăn đồ biển tươi ngon vào dịp cuối tuần. Tôi có bốn thằng con trai. Thằng lớn á, là Danh Nguyễn á, là nó kêu Danny Nguyễn á, là nó năm nay nó làm khoảng chừng 21 năm cảnh sát Houston rồi. Thằng thứ hai là kế đó là nó là y sĩ về xương. Còn thằng thứ ba là năm nay nó là 19 năm cảnh sát của Houston rồi. Còn thằng Út tôi là thằng sĩ quan cảnh sát, nó là cấp tình. Tôi cảm ơn là nói chung là cảm ơn nước Mỹ này đã cưu mang gia đình tôi ở đây, đời sống rất là sung túc. Tôi hy vọng là những người qua sau có con em cố gắng nuôi con em học hành để mà thành tài trên cái đất nước thứ hai của mình. Tôi mong rằng tất cả mọi người giàu sống tha hương xa quê cha đất tổ, nhưng mà phải nhớ về quê hương. Phải làm sao một người có công, một người có của để xây dựng lại đất nước mình không còn cộng sản, được tự do, dân chủ và nhân quyền. Đó là mong ước của tôi. Tôi là người lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Khi tôi chết rồi, cờ vàng bát sọc đỏ cũng là của tôi, không bao giờ thay đổi. Dầu tôi ở trong phương trời nào, người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng là tôn thờ cờ vàng bát sọc đỏ. Khi hỏi đến thức ăn tại đây, Đồng Hương chia sẻ. Hơn nữa nhà hàng này rất là ăn rất là, giá cả thì bình dân nhưng mà ăn cũng là ngon. Coi như là chỗ này là ăn cũng là ngon hơn những chỗ khác. It's good. The best. The crabs too. The crab is the best. Yes, it is the best. Thank you. Thì em chúc cho tất cả mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ, im điềm, đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và được tràn đầy ơn Chúa. Destiny, tường trình cho SBTN từ Houston, Texas.